sao ra làm gì nè? Hả? Thank you.
đây hả? Đi ra làm gì đây hả? À, đâu đây? Đây bắt đầu đây. À, ôi sao ra làm gì đó hả? Đi ra làm gì á? Dạ sao con sao vậy hả? Ra đây anh xin rồi hả? Anh xin ở trong nhà chơi với em không? Ừ? Bố vào cho anh xin đổi chân chơi nhá. Xin ơi, đó chân sao con đang ngồi đó rồi hả? Nằm yên làm gì đó hả? Sao đâu? Đổi chân đâu chưa? Ôi trời, bố còn nhảy lại bố hả? À, sao? Sao? Hả? Sao? À, hả? Sao đây? Hả? Lên đây nào. Đưa chân đau chân chưa? Đưa chân lên đây. Hả? À, tối giờ hôm qua giờ là bố bóp dầu vào thế là mới đã đỡ chân chưa đó. Đỡ đau chưa? À xin. Ngồi. Hối đi. Ngồi yên nào, ngồi yên nào. Phải gọi. Bố coi nào. Ôi giời ơi, đi cho một đống thế này hả? À, hối lắm. Thôi, đi tắm nha. Nha, đi tắm nha. Trời ơi. Mà bố coi em đi gì không? Đâu? Đi không có gì, của xin gì rồi. Xin rồi bố coi, rõ vậy à. Rõ vậy nào. Ôi giời ơi, rồi rồi. À đây đây. Đây đây, bố cho đi tắm luôn nào. Tôi xin đi tắm thay vệ sinh nhá. Nha. Nha. Nào, đi đây này. Trời ơi, giỏi quá. À, đi. Qua bố thay tắm nhá. Đây đây bố thay đã được. Hả? Gì? Ừ? Thối quá. Nằm yên đi. Nằm bị bảng nhá. Ừ. Cho chắc chân đang đau nên là chưa đi được vệ sinh đây. Chứ bình thường là xin mà đau xin cũng tự đi được. Đau ị hay rồi nó tốt. Nào. Nào. Ok. Ừ. Nào. Hả? Cái gì giỏi này nha.
Đi của bố giỏ nha. À, đi ra tìm bố hả? À? Bữa nay giỏ lắm ấy, học theo anh xin đây, bữa nay đi tìm bố này. Ừ. Giỏ quá nhỉ. Để bố bôi thêm dầu cái kia nhá, bố làm chân cho em rồi nhá. Bố bôi thêm dầu đi cho nó đỡ đau. Thấy chưa? Đây nào, cứ thử xem. Đau nữa không? Bố đau quá. Bên này à, đỡ sưng rồi đó. Chắc cũng bình nhẹ thôi. Khó tí nhá. Đây này, hình như nó còn sưng. Không biết rồi. Chung thì bông gân thì bố ở nhà mình cũng hay sử dụng bằng cái dầu. Dầu này nó rất tốt, nó sẽ lành bông gân hơn. Cái này phải xoa lâu hơn. Nó lại có một lớp lông này, nó rất khó vào trong bên trong. Được cái dầu này lọc lâu hơn. Nên tình trạng sưng của hai bên đầu gối của Xin Xin là đùi đã bớt rồi. Có lẽ như một hai hôm nó sẽ hết. Đấy, cũng nó bị nhẹ đấy, chứ bị nặng là không thể nào đi được rồi. Bung gân là không thể nào đi được rồi. Chính nó y em bố gỡ. Chính nó yên không? Bố chỉnh lại. Mưa trời sắp mưa nữa rồi kìa. Đâu rồi? Mai mốt là hết nhá, nghe chưa? Mai mốt hết nhá, không sao đâu. Nhanh khỏi mà, đỡ đau. Hay là đau chưa? Đỡ đau chưa? Không sao, mai mốt là hết rồi. Đây, đây, chỗ này nằm giường này. Lại giường nằm này, bố lấy sữa cho uống nhá. Đây, nằm đi, bố lấy sữa cho uống. Đây của em này. Đó. Chào con.
em thật giữ đi nhỉ. Chân đau mà cứ dơ lên làm gì con. Đó, đang xuống.